Trường chúng tôi đã được trao bằng chứng nhận Lotus hạng vàng và chúng tôi không chỉ xây dựng một tòa nhà đẹp và xanh, mà chúng tôi còn tổ chức các lớp học nhận thức về giáo dục xanh. Về việc phát triển chương trình học, chúng tôi đang tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và chương trình của chúng tôi. Sự tích hợp này thực chất là đưa sự thấu cảm về trái đất và thiên nhiên vào các lớp học và các mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến. Các học sinh không chỉ học bằng cách ngồi một chỗ trong lớp học và lắng nghe bài giảng của các thầy cô, mà các con còn được tự tay làm các dự án. Đó là những trải nghiệm vô cùng thực tế. Chúng tôi cũng tạo cho các con nhận thức về giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải ngay từ cách chúng ta lắp đặt các thùng rác có phân loại trong trường. Thực ra thì tất cả các môn học trong nhà trường đều được tích hợp với giáo dục xanh. Nó không chỉ là một môn học riêng biệt, mà tất cả các môn học đều hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Còn cụ thể thì trong môn học giáo dục xanh, mỗi tháng chúng tôi đều có một chủ đề mà các con sẽ được học thông qua phương pháp học tập dựa trên dự án. Bên cạnh môn giáo dục xanh, chúng tôi cũng tập trung toàn thời gian vào phát triển bền vững. Chúng ta là một phần của tự nhiên. Thật ra mọi việc chúng ta làm đều gắn với tự nhiên, nhưng bởi vì chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, thường mất kết nối với thiên nhiên, nên đôi lúc chúng ta quên mất sự thật là chúng ta gắn liền với thiên nhiên. Chúng tôi là một cộng đồng đang lo lắng cho việc mất kết nối giữa con người và thiên nhiên. Khi mà con người không thấu hiểu trái đất, thì các vấn đề sẽ liên tục bị lặp lại. Nhìn vào thành phố chúng ta đang sống, Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Việc giáo dục trẻ không chỉ vì các con đang sống trong một thành phố ô nhiễm, mà còn là vì các con chính là thế hệ tương lai. Quan trọng là chúng ta không chỉ xây dựng ý thức cho người lớn, mà còn cho các thế hệ tiếp sau về cách các con có thể dùng cách nào để chăm sóc mẹ thiên nhiên, hiểu về thiên nhiên, ngay cả khi các con sống ở trong thành phố.